Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ilanka. Tiếp tục trong cái chuyến đi lang thang Trung Quốc của mình, thì lần này mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một nơi cực kỳ đặc biệt luôn tại thành phố Tuyền Châu. Đố các bạn biết đây là nơi nào nha? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân của mình để xem nơi này là nơi nào và nó có cái gì đặc biệt nha. Địa điểm mà ngày hôm nay mình muốn đưa các bạn đến tham quan cùng với mình đó chính là nơi đây. Ở nơi đây là có gấu trúc nha mọi người, như những cái video mà mình đã hứa ở trước đó. Tức là những cái video mà sau cái chuyến đi Bình Đàm về, mình có hứa với các bạn là mình sẽ đi Tuyền Châu để quay gấu trúc cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay là mình đã đến nơi rồi nha. Ở đây tên tiếng Trung của nó sẽ là Chuyển Châu Hải Sư Dễ Săn Tung U Duyển. Bây giờ bọn mình bắt đầu vào bên trong để mua vé. Và cái vé ngày hôm nay mà bọn mình đi cũng khá là đắt, nó hơi đắt một chút xíu, đó là 138 tệ. Nếu như mà đổi sang tiền Việt thì mình nghĩ là rơi vào khoảng 500-600 gì đấy, chắc khoảng 500. Chắc khoảng 500 cho một người. Thì mình đoán phỏng phỏng vậy thôi nha, chứ trước giờ mình cũng ít khi đổi qua tiền Việt lắm. Tại vì giá tiền tệ với tiền Việt nhiều khi nó cũng lệch với nhau á. Nên mình nói là nói giá tiền tệ cho các bạn cùng xem nha. Để chị giữ cái về nhà cho cậu. Đây là cái giờ nãy giờ. Chắc cái giờ để coi gấu trúc được á. Bữa nay thứ mấy vậy? Bữa nay thứ 6. Thứ 6 là coi đâu rồi? Thứ 7 chứ. Đây nha. Em coi thứ mấy. Không biết xin xin quá. Không thấy gì hết. Ui con cá bự nè. Trời ở trong đây là tham quan nhiều cá. Wow, con cá bự dữ trời, bự hơn cái bàn tay luôn. U, bự hơn cái bàn tay nè. Thấy không? Bự hơn cái bàn tay luôn. Còn ở đây là con cá. Cái này là cá la hán hay gì vậy? Cá la hán. Đi con gấu trúc mà, đâu phải đi con cá đâu. Ở đây đâu rồi? Ui con cá bự quá vậy. Không, cái này là gì đây? Cái gì? Cái chạm kìm căng của... Ủa? Cá bự như khúc cây luôn. Đây
Nè, cá bự nè mọi người, thấy cá này bự không? Ở trong đây nè, quá trời trong luôn, bự bự không à? Con này dài chắc cả mét hơn. Đây là cá trê, có hai con à, cũng dài lắm nè. Này giảm quạnh. Đâu? Như này có gì? Lấy dầu không? Đây có con rùa nè. Hai con luôn nè. Bự quá. Rùa này bự lắm luôn. Cái này là thuộc về cụ rùa luôn rồi. Nó chưa bự luôn. Ở đây thì có cá. À, ở đây lại là rùa nữa, hai con. Ở đây rùa nhiều quá. Mà hơn quá. Ừ. Ở đây là có mấy con ba. Ủa sao nó dẹp lép vậy ta? Có đuôi nữa kìa. Ba cái gì vậy? Đỏ. Ở đây là những cái con rùa đỏ nè. Những cái con này bây giờ vô cái lục dưới nếp hết trơn. Nhìn chứ nhìn cái mũi nó giống con heo quá trời. Nè nó giống không? Dạ. Dạ nè. Ê bạn, hello. Hello bạn. Thank you.
Ủa quá giàu rồi anh ta. Đi khan. Ủa có tha giàu quá đi. Ê em yêu. Hùng níu mà. Bái níu. Bên đây quá trời luôn nè. Đây. Mấy con trâu trắng nè. Nhìn nó quá trời luôn đó. Wow, đi tàu phấn dầu nó mà tua. Unin, ụt. Không phải tụi tụi tạo gì cơ ai rồi mà. Cái này là nè, đây một bánh dê đen nè. Dễ thương quá. Ê. Hết rồi. Nắng quá trời nắng luôn mọi người. Bây giờ đi tham quan nè. Ủa cái này là con gì vậy? Con lười ươi phải không? Cái kìa ta. Cái này lưỡi con ngựa. Ai? Mình ở đây. Mình ở đây, một con đen một con trắng này. Ở bên đây là thiết kế cảnh quan rất là đẹp luôn nè mọi người. Có con chuột túi kìa, kangaroo kìa. Kangaroo đây là mấy con vịt trời. Cái khu này là cái khu toàn bộ dành cho động vật hoang dã ha. Mấy con vịt trời nè. Vịt rồi nè. Ở đây bây giờ mọi người thấy rất là nhiều người tiếp. Đây có mấy con vịt nè. Đi mua cho mọi người coi nè. Lên bờ
tác giả chết đáp kìa cho bùa đi. Suy mà bên này hoa giấy quá trời nè. Nam tả thì nữ hữu. Nhìn xuống đây coi hoa nè. Đây là cái đường đi vô vườn hoa nè. Đây là cái động hoa giấy. Có ai cực khổ đi coi. Cố chút 12 giờ trưa. Đúng quá trời. Con đà điểu nè. Ở bên đó là cái nhà của gấu trúc. Giờ đi qua đó. Wow. Sao không? Cái này là cái gì? 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 Cái进去吗？啊，那你？他睡觉了。啊、哦，看起来很懒呢。睡觉了。没有了。mấy cái này chắc để cho nó chơi nữa. Mấy giờ xuống mau à? Chỉ dầu y chưa qua. Thiên à. Cầm vô cửa nắng. Mấy giờ là? Hình như đây cũng còn cái gì vậy? Hình như ở đây là có một con gấu trúc hay gì nè. Cái con đó là con gì vậy ta? Thấy mọi người đứng coi quá trời. Trời ơi, nó ngủ luôn rồi. Trên đây người ta coi nó quá trời. Hãy
Ngày hôm nay khi mà đến đây thì bọn mình quên canh giờ, quên coi trước, vì gấu trúc và một số loài động vật sẽ bắt đầu ngủ trưa. Đúng 12 giờ trưa thì nó sẽ ngủ trưa nha mọi người. Và thời gian ngủ của nó có thể kéo dài cho tới 3 giờ hoặc 4 giờ chiều, tùy vào từng con nha. Và bây giờ thì trong khi chờ đợi con gấu trúc nó thức dậy thì mình sẽ đi qua những cái cảnh khác cho các bạn xem. Nhưng mà thời lượng video đến đây cũng khá là dài rồi, chắc là mình xin phép các bạn sẽ dừng nội dung video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Và mình sẽ cố gắng ở đây và đợi đến khi nào mà con gấu trúc nó thức dậy mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Tại vì bên này thì hiếm lắm mới xem được gấu trúc, không phải chỗ nào cũng có gấu trúc đâu. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ với kênh Inanka nha. Đang hút nhau kìa. Em chưa đang hút được. Thì nó đang dê nhau. Nó lộn đi mấy đứa, chi phèo quá lộn đi. Chị nghĩ con nào thắng? Con cái thắng. Con cái là con nào? Con trắng à? Hay là cái con bông quá trời? Trời, nhìn chị sao biết? Ừ, nó giãn cách ra, nó nhào vô. Mày. Cái cực luôn á chị. Bên đậu bên, đậu bên bạn. Mình muốn nghe cái cực luôn á. Đậu bên bạn. Chảy máu kìa. Đâu, chảy máu đâu. Con trắng. Trên cái chỗ này nó có đỏ rồi nè. Trong bốn con thế nào cũng có con vô nồi à. Đó, con trắng đó, đỏ rồi đó không. Sao nó ghét con điên nó quá vậy? Nè, sao nó ghét con điên quá vậy? Nè, lấy chớn bắt nè. Cái con điên nó lấy chớn bắt chạy ra nè. Lấy chớn hả? 1, 2, 3, xuất phát. Ủa, rồi mất tiêu. Vô, ôi mẹ ơi. Ăn no rồi lục mỡ. Ok, đuổi đi. Đuổi cùng giết tạm. Chiều nay có món thịt dê rồi.